Cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong tình thế rất nan giải, khi đã một tháng trạm thu phí BOT Cai Lậy phải dừng thu phí vì gặp sự phản đối của người dân, thì Bộ Giao thông Vận tải lại khẳng định cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể chốt đề xuất để giải quyết vấn đề này. Rất nhiều ý kiến cho rằng khó để xử phạt 15 năm tù đối với hành vi đi bộ sai luật. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này là cần thiết để chấn chỉnh lại ý thức của người tham gia giao thông. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Cuba. Đây được cho là động thái nhằm thúc đẩy quan hệ với Cuba. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chỉ thị quân đội nước này đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện thực chiến tại các địa điểm chiến lược cũng như nâng cao khả năng giành chiến thắng trong kỷ nguyên mới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tối ngày 4 tháng 1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã tiếp nhận và bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Thông tin trên được Bộ Công an công bố trên trang web của Bộ chiều nay. Như vậy, sau gần nửa tháng, Bộ Công an có lệnh khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự và phát lệnh truy nã, thì ngày hôm nay Vũ Nhôm đã bị bắt. Trước thông tin ông Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ từ Singapore về Hà Nội trong ngày hôm nay, thì ngay từ chiều nay, rất nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đã có mặt tại sảnh T2 của nhà ga quốc tế và nhà ga VIP của sân bay Nội Bài. Cũng trong chiều nay, thì Bộ Công an đã xác minh Phan Văn Anh Vũ đã bị bắt khi vừa về đến sân bay Nội Bài. Chuyến bay chở ông Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về Nội Bài có ký hiệu là VN662 đã hạ cánh lúc gần 16 giờ chiều nay. Bị can Phan Văn Anh Vũ được áp giải lên máy bay sau cùng khi các hành khách khác đi cùng chuyến bay đã yên vị chỗ ngồi. Bộ Nội vụ Singapore xác nhận đã trục xuất Phan Văn Anh Vũ về Việt Nam. Tại sân bay đến, bị can được áp tải lên thẳng trên xe chuyên dụng để ra khỏi sân bay quốc tế Nội Bài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Như đã thông tin, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore bắt ngày 28 tháng 12 năm 2017 do vi phạm đạo luật di trú của Singapore và bị trục xuất sau đó. Bị can Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trấn Long. Vũ Nhôm được dư luận biết đến là đại gia sở hữu rất nhiều khu đất ở vị trí đắc địa tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết có nguồn gốc là nhà đất công. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét nhà Vũ Nhôm. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Cơ quan An ninh Điều tra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Người có tên Phan Văn Anh Vũ rời Singapore về Hà Nội trong chuyến bay chiều nay là do bị phía Singapore trục xuất. Thông tin này được hé lộ trong công văn mà Cục xuất nhập cảnh Singapore ICA gửi luật sư của Phan Văn Anh Vũ, tức Chu Trương Si, vào ngày hôm nay. Ngoài ra, thì công văn này cũng cho thấy nhiều thông tin quan trọng khác liên quan tới vụ việc này. Công văn của ICA cho biết, thân chủ của ông Chu Trương Si, tức là Phan Văn Anh Vũ, đã nhập cảnh Singapore sử dụng một hộ chiếu Việt Nam không mang tên mình, tức hộ chiếu giả. Ông này cũng sở hữu một hộ chiếu Việt Nam khác mang tên thật. Ngoài ra, ông Anh Vũ đã khai báo sai khi nhập cảnh Singapore, vi phạm nhiều điểm trong luật di trú. Ông Phan Văn Anh Vũ cũng là đối tượng trong thông báo đỏ của Interpol vì phạm tội ở Việt Nam. Thực hiện quyền của mình theo đạo luật xuất nhập cảnh, lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh Singapore đã ra lệnh buộc ông Anh Vũ rời khỏi Singapore. Lệnh được ban ra sau khi đánh giá các sự thật liên quan. Việc luật sư Chu Trương Si nộp đơn tại tòa không hạn chế quyền hạn của lãnh đạo ICA. Ông Phan Văn Anh Vũ đã bật vô âm tín kể từ khi Bộ Công an khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng. Phải đến khi báo Singapore đăng thông tin một người có tên Phan Văn Anh Vũ bị chặn tại cửa khẩu, thì người ta mới nghi ngờ là Vũ Nhôm có thể đã chạy trốn sang Singapore. Hành trình trốn chạy của Vũ Nhôm cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây.
Với việc Vũ Nhôm bị bắt sau một thời gian lẩn trốn ra nước ngoài thì dư luận bày tỏ sự băn khoăn liệu hành vi trốn chạy của Phan Văn Anh Vũ có được coi là tình tiết tăng nặng khi đưa ra truy tố và xét xử hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích từ các luật sư. Với việc Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, bỏ trốn đến mức phải truy nã, dư luận băn khoăn cho rằng sau khi Vũ Nhôm bị dẫn giải về nước thì khi đưa ra truy tố, xét xử, liệu đây có coi là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Thanh Bình, giám đốc công ty luật Bảo Ngọc, hành vi này là độc lập với những trách nhiệm hình sự trong tội danh mà Vũ Nhôm bị khởi tố. Cái tình tiết bỏ trốn nó không phải là một tình tiết định tội của cái tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước như là Vũ Nhôm đang bị khởi tố. Thế và trong cái quy định tại điều 47 của Bộ luật hình sự 1999 cũng như là điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 vừa mới có hiệu lực thì cái tình tiết bỏ trốn đều không được coi là một tình tiết tăng nặng của bất kỳ một tội phạm nào. Thế do đó là cái việc Vũ Nhôm bỏ trốn thì cũng không làm ảnh hưởng đáng kể đến cái trách nhiệm hình sự mà anh ta phải gánh chịu. Thế tuy nhiên, có thể phải nói thêm là hiện nay Vũ Nhôm đang bị khởi tố và bị truy nã về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước. Sau khi bắt giữ Vũ Nhôm và qua quá trình điều tra thì cơ quan có toàn quyền thay đổi cái tội danh mà đã khởi tố đối với Vũ Nhôm. Bình luận về hành vi này, luật sư Vũ Văn Lợi, công ty luật Hòa Lợi cũng đồng tình với nhận định như luật sư Phạm Thanh Bình. Tuy nhiên, ông khẳng định hành vi đó sẽ được đưa ra để cơ quan tố tụng không xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Cái hành vi mà bỏ trốn, một là trước khi bị khởi tố, hoặc là thậm chí bị khởi tố mà chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn và đối tượng đã bỏ trốn, đặc biệt là bỏ trốn ra nước ngoài, thì theo quy định của Bộ luật hình sự thì không có cái tội danh về cái hành vi này. Mà cái hành vi bỏ trốn hoặc là bị truy nã hoặc là đối tượng đã bỏ trốn nhằm tránh trừng trị của pháp luật Việt Nam thì sau này trong quá trình giải quyết vụ án các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng không cho hưởng cái tình tiết giảm nhẹ ở cái và đưa cái hành vi này để xem xét ở cái tình tiết là tăng nặng để tăng cái hình phạt và nhằm trừng trị những đối tượng mà vi phạm pháp luật tìm cách bỏ trốn. Trước đó, ngày 21 tháng 12, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ký quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Như vậy là bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, đã bị công an bắt giữ. Liên quan đến vấn đề này thì cử tri Đà Nẵng cũng cho rằng còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Ông Đặng Vân, thành viên câu lạc bộ Thái Phiên, nơi sinh hoạt của cán bộ hưu trí cao cấp ở Đà Nẵng cho biết, từ khi có thông tin trên báo chí về việc Vũ Nhôm đang bị nhà chức trách Singapore tạm giữ, cá nhân ông theo dõi rất sát sao. Chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng của bộ và làm rõ hành vi của nó. Nó đảm nhận cái gì? Và bây giờ là truy tố là làm lộ bí mật nhà nước, chứ không phải truy tố về cái tội tham nhũng, tham ô đất đai, chiếm đất đai đó. Thế thì cái này phải làm rõ chỗ đó là cư dân. Thế thì chúng tôi cũng phân vân cái chỗ đó. Thế nhưng đặc biệt là đằng sau Vũ Nhôm là ai mà nó lại có đủ cái quyền hành để mà khống chế cả cái ban lãnh đạo Đà Nẵng trong một thời gian dài. Trong khi đó, theo cựu chiến binh Văn Đức Long, chính những vấn đề liên quan đến Vũ Nhôm chưa được làm rõ là nguyên nhân đến nay Đà Nẵng vẫn chưa thể ổn định. Khi mà Bộ Công an vẫn đang thanh tra về các nhà công sản do ông Vũ Nhôm sở hữu, thì việc ông bị truy nã và bỏ trốn càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Thì tôi thấy rằng đây là một cái mà còn rất là lo lắng, còn ẩn chứa phía sau của cái thành phố Đà Nẵng này về cái vấn đề phong ba anh tụ. Tôi nói là đối với tai này không biết nó làm gì mà tất cả các cái nhà công sản của thành phố ở những vị trí trắc địa thì đều là của nó hết. Thì tôi thấy quả là một cái vấn đề. Liên quan đến các vấn đề mà cử tri quan tâm, chiều qua mùng 3 tháng 1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết,
Sắp tới, Đà Nẵng sẽ làm rõ việc vì sao Vũ Nhôm lại sở hữu nhiều nhà đất công sản như vậy và có sai phạm gì trong vấn đề này không. Một thông tin khác liên quan đến vấn đề của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Hôm nay là tròn một tháng trạm thu phí BOT Cai Lậy phải dừng thu phí vì gặp sự cố là phản đối của người dân. Hơn bao giờ hết thì cả người dân lẫn chủ đầu tư BOT Cai Lậy đều rất mong các bộ ngành sẽ có giải pháp tối ưu nhất để giải quyết điểm nóng Cai Lậy, bởi đây cũng là tiền đề để giải quyết nhiều nghịch lý bất cập của các dự án BOT khác. Tuy nhiên thì trước sự phức tạp liên quan đến nhiều nội dung kinh tế xã hội thì nhiều bộ ngành và địa phương nên lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định cần ít nhất là 2 tháng nữa mới có thể chốt để đề xuất và giải pháp căn cơ của BOT Cai Lậy lên chính phủ. Trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải dừng thu phí từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 sau 15 ngày thu phí bởi sự phản ứng quyết liệt của người dân. Đầu tháng 12 năm 2017, BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí, thế nhưng chỉ sau một buổi sáng họ lại phải xả trạm liên tục vì người dân phản đối và cuối cùng họ phải ngừng thu phí lần hai. Theo chủ đầu tư BOT Cai Lậy, tính riêng tiền trả lãi cho ngân hàng từ tháng 8 năm 2017 đến nay thì dự án này đã phải trả gần 10 tỷ đồng, đó là chưa kể số tiền gốc. Chủ đầu tư vẫn bảo lưu quan điểm, bất cứ điều chỉnh nào cũng phá vỡ phương án tài chính của họ. Và tất nhiên là doanh nghiệp, khi phương án tài chính không hợp lý thì họ sẽ thiệt hại. Thống nhất cái vị trí đặt trạm trên cơ sở cái phương án tài chính thì mới có khả năng hoàn vốn. Nhưng mà chúng tôi vào mà cái tiếp xúc với dự án này thì trên cơ sở đó thì chúng tôi mới dám làm. Đồng thời là ngân hàng ở đó mới dám là trên cái cơ sở đó là tính toán cái lưu lượng nó phải đi qua đấy mình có khả năng thu hồi vốn thì chúng mới dám làm, chứ còn bây giờ nó xảy ra như này thì chúng tôi không biết nói gì cả, chỉ biết là thôi trông chờ vào Bộ Thông, trước hết là Bộ Thông, sau đó là cơ quan nhà nước làm nó giải quyết cái hời hài hòa cái lợi ích. Thì bọn tôi là doanh nghiệp, chúng tôi là người dân, thế cũng chỉ biết là người dân thì quá bức xúc người dân, mà chúng tôi quá bức xúc chúng tôi. Về phía Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần đưa ra các giải pháp cho BOT Cai Lậy nhưng không khả thi. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng sẽ phải áp dụng hai giải pháp là quyết toán dứt điểm dự án và áp dụng thu phí không dừng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp phần ngọn. Chính vì sự phức tạp liên quan đến kinh tế xã hội, liên quan đến nhiều bộ ngành, nên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định ít nhất phải 2 tháng nữa mới có thể đưa ra giải pháp tối ưu cho BOT Cai Lậy. Bộ Giao thông cùng với các bộ ngành, các địa phương cũng sẽ phối kết hợp để tham mưu cho chính phủ xử lý những cái vấn đề vướng mắc hiện nay của BOT. Như Thủ tướng cách đây không lâu cũng đã có chỉ đạo năm 2018 là phải đặc biệt quan tâm giải quyết những cái tồn tại của BOT. Do đó thì năm nay đối với trách nhiệm của Bộ thì chúng tôi cũng sẽ tập trung để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Còn cụ thể như thế nào thì có thể là trong vài tháng tới Bộ Giao thông sẽ có những cái đề xuất với chính phủ để xem xét cái việc này. Trong khi chờ đợi quyết sách đúng đắn cho BOT Cai Lậy nói riêng và tổng thể BOT nói chung, những ngày qua, nhiều trạm thu phí BOT khác vẫn xảy ra tình trạng người dân trả phí bằng tiền lẻ hoặc sử dụng các biện pháp hư hỏng phương tiện ngay tại trạm thu phí gây ách tắc giao thông để phản ứng. Việc giằng co giữa người dân và chủ đầu tư các dự án BOT đang trực tiếp gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, đây là thời gian cao điểm đi lại cuối năm của người dân. Vì vậy, để làm sao hài hòa lợi ích trong khi chờ đợi quyết sách cho BOT là không hề đơn giản. BOT Cai Lậy thì vẫn chưa chốt được phương án giải quyết. Còn tại trạm BOT Ninh An Khánh Hòa thì sau khi bị tài xế liên tục phản đối buộc phải tổ chức đối thoại, chủ đầu tư trạm thu phí này đã đồng ý giảm 100% phí cho các loại xe, cho các xe loại 1 của chủ xe ở 16 xã phường thuộc thị xã Ninh Hòa kể từ ngày mai, ngày 5 tháng 1 năm 2018. Riêng các xe từ loại 2 đến loại 4, vì Bộ Giao thông Vận tải chưa có quy định miễn giảm nên chủ đầu tư và tài xế đã thống nhất trong ngày mai sẽ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải giảm phí là 50%. Chậm nhất đến đầu tháng 2 năm 2018 thì chủ đầu tư BOT Ninh An sẽ có câu trả lời cụ thể cho các tài xế. Thực tế thì không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản có nguyên nhân từ người đi bộ đi sai luật. Tuy nhiên thì do chưa có chế tài xử lý nghiêm nên tình trạng người đi bộ đi sai luật vẫn diễn ra tràn lan. Nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Do đó việc xử lý nghiêm và hiện thực hóa được quy định này là cần thiết để bảo vệ tốt nhất tính mạng của người tham gia giao thông. Không phải đâu xa, ngay giữa thủ đô Hà Nội, chuyện người đi bộ đi sai luật như thế này được xem là bình thường. Người ta có thể qua đường bất cứ ở đâu và thời gian nào mà không cần quan tâm đến luật giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
mà nguyên nhân là do người đi bộ đi sai luật. Tuy nhiên, không ít người gây tai nạn xong lại bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân. Chính vì vậy, khi đưa hành vi phạm tội của người đi bộ sai luật vào luật hình sự, nhiều người dân rất đồng tình. Nguyên nhân mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì những người đấy đáng. Vâng, và nó cũng là cảnh tỉnh cho những người khác thôi. Chứ không phải là cứ nghĩ rằng là không biết hay cứ nghĩ rằng mình thế nào là cũng không ổn lắm. Cái điều đó là xứng đáng. Vì một mạng người mà một cái anh ý thức tham gia giao thông kém mà để xảy ra một cái tai nạn như thế thì nên xử phạt nghiêm. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, áp dụng xử lý hình sự người đi bộ hay người điều khiển xe thô sơ gây tai nạn cho người khác là văn minh, thể hiện tính bình đẳng trong pháp luật. Thời gian qua, đã có những địa phương xử lý phạt tù người đi bộ sai luật bởi hành vi nguy hiểm, tác động trực tiếp gây tai nạn nghiêm trọng làm chết người khác. Tình trạng đi bộ của mình hiện nay đang khá phổ biến, nhưng mà cái việc mà nhắc nhở cũng như là xử lý thì cái này là cái người dân chưa ý thức được. Người dân chưa ý thức, có người ta có cái lối sang đường và sang đường những vị trí nhất định, đặc biệt là những cái đường cao tốc có những cái giải phân cách cứng rồi mà vẫn cứ trèo qua thì đấy là ý thức của người ta chưa, mặc dù không phải là người ta không biết. Hai nữa là lâu nay thì cái việc mà trong thành phố Hồ Chí Minh thì một vài địa phương cũng đã xử lý những cái người mà đi bộ hoặc đi xe thô sơ mà gây tai nạn cho người khác thì đều phải được xử lý. Hà Nội cũng đã từng ra quân xử phạt người đi bộ đi sai luật. Thế nhưng xử lý chỉ mang tính hình thức, không hiệu quả. Vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, tình trạng đi bộ sai luật tràn lan đâu lại vào đấy. Người dân hầu hết không ý thức được sai phạm của mình. Chính vì vậy, khi áp dụng xử lý hình sự người đi bộ hoặc đi xe thô sơ gây tai nạn nghiêm trọng sẽ tác động tích cực lên ý thức tham gia giao thông của người dân. Và hy vọng họ sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình, chấp hành tốt luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù ở mức án cao nhất có thể lên đến từ 7 đến 15 năm. Điều này được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thông tin này khiến người đi bộ thực sự hoang mang vì thực tế thì từ trước đến nay họ ít nghĩ đến chuyện đi đúng luật khi sang đường. Còn các luật sư thì lại cho rằng rất khó để xử phạt đối với hành vi này bởi việc lập hồ sơ chứng cứ để làm căn cứ xử phạt cũng khó khả thi. Khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ước chừng cứ 10 người qua đường thì chỉ có một người đi đúng vạch dành cho người đi bộ. Còn tại nơi xa trung tâm hơn như đường Điện Biên Phủ, đường D2, quận Bình Thạnh thì người qua đường cũng phải bất chấp để đi qua như thế này. Họ cũng bất ngờ về việc có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm tù nếu đi bộ sai luật như họ vẫn làm hàng ngày. Đương nhiên rồi, phải đi đúng vạch. Thì cô vẫn nghĩ vậy. Ý là nếu mà mình ở vạch đó, nếu mà mình không đi đúng vạch, mình đi chệch qua thì cũng đâu sao đâu. Dạ, chắc em là không có lựa chọn khác hay chi là em muốn đi vậy. Họ quên hay họ không để ý gì đó thôi ạ. Thì dĩ nhiên là cái trình độ mỗi người nó mỗi khác, hoặc là họ không để ý thôi chứ không có gì đâu. Dạ không có lựa chọn. Dạ giống như là mình đường nó có ở khúc này thôi thì mình phải băng qua, chứ mình không thể nào mà đi từ đó xong rồi đi ngược lại vậy được. Hoặc là đường quá đông. Anh có nghe được cái chuyện là từ 2018 thì sẽ xử phạt 7 đến 15 năm tù nếu như đi phạt không đúng vạch và còn gây tai nạn không? Cái này chưa nghe. Giờ với nay nghe. Nó buồn cười. Thì em cũng chưa nghe cái chuyện này. Em thấy nó quá cao, tại vì chỉ là không đi đúng vạch thôi mà. Bảo cái có tội gì đâu mà phạt nó nặng như vậy. Phạt thế thì quá nặng, tại vì thường những người đi bộ là những người họ không có cái ý thức nhiều lắm đâu, người ta đi bộ, còn du khách thì nó khác. Khoản 3 điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 quy định: người tham gia giao thông đường bộ, trong đó có người đi bộ, sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu không đi đúng phần đường dành cho người đi bộ. Đồng thời, gây tai nạn dẫn đến chết 3 người trở lên, gây tổn hại sức khỏe 3 người với tổng tỷ lệ trên 201% và gây thiệt hại tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. Với các vi phạm nhẹ hơn, luật quy định mức phạt thấp hơn từ 1 đến 5 năm tù giam. Trường hợp thứ nhất, đối với những người mà điều khiển phương tiện giao thông thì mà khi họ vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì cái mức phạt như thế là phù hợp. Còn đối với người đi bộ mà khi họ tham gia giao thông mà họ có những cái vi phạm mà mức phạt lên tới 15 năm là quá cao và cái tính thực tế là rất là khó khả thi.
Các luật sư cho rằng khó nhất là trong việc xử phạt, là làm sao để củng cố hồ sơ và chứng cứ. Theo quy trình tố tụng một vụ án tai nạn giao thông, thì cơ quan điều tra phải dựng lại hiện trường, thu thập chứng cứ ghi âm ghi hình hiện trường, triệu tập người vi phạm, nạn nhân. Tuy nhiên, thực hiện các công việc này khi người đi bộ phạm luật là rất khó. Cùng đó, muốn xử phạt thì tuyến đường đó phải có vạch đi bộ, đèn tín hiệu đúng luật. Nếu không, cơ quan chức năng không có căn cứ để xử phạt. Đối với những cái vùng trung tâm có băng ghi âm, ghi hình, có camera hay là có cảnh sát giao thông họ đứng mà họ phân lối hay là họ chỉ dẫn thì là khi mà vi phạm xảy ra thì dễ rồi. Còn đối với những cái vùng sâu, vùng xa hay là những vùng mà không có cảnh sát giao thông điều tiết giao thông hoặc là những vùng mà không có những camera ghi lại hình ảnh thì khi họ tham gia rồi họ bỏ họ đi. Trong khi cái lượng giao thông nó cứ nó diễn tiến trên đường hàng ngày, hàng giờ như thế thì cái chứng cứ mà lưu lại là rất là khó khăn. Cách phạt quan trọng hơn mức phạt là gì? Là nếu chúng ta phạt theo cái mục đích giáo dục, nâng cao ý thức thì cái người vi phạm người ta tâm phục khẩu phục và người ta sửa chữa. Bởi vì tôi đã nói là văn hóa giao thông phải nhìn từ cái văn hóa thực thi với lại cái văn hóa chấp hành. Cho đến hôm nay, việc xử phạt người đi bộ phạm luật đã có hiệu lực được 3 ngày. Tuy nhiên, rất nhiều người đi bộ chưa biết có quy định này. Thưa quý vị và các bạn, cho rằng Bộ Giao thông Vận tải đã đánh cháo khi coi Uber và Grab là xe hợp đồng điện tử. Hãng Vinasun mới đây đã kiến nghị quản lý như xe taxi. Tuy nhiên, thì Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ nguyên quan điểm Grab và Uber không phải là taxi vì hai hãng này không sở hữu bất kỳ chiếc xe nào. Hãng Vinasun đã hai lần làm đơn kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải để phản đối Grab và Uber. Lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2017 và lần thứ hai là thời điểm ngay đầu năm 2018. Nội dung kiến nghị của cả hai lần giống nhau, đó là đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quản lý Grab và Uber như taxi. Đại diện hãng Vinasun nói rằng họ sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào có được sự công bằng. Grab, Uber nó cũng là taxi, hoàn toàn là taxi, nhưng mà cứ coi là một cái loại hình khác, được hưởng một chính sách hoàn toàn độc lập khác và hoàn toàn được không bị khống chế gì cả. Tôi cho rằng đây là một cái vấn đề bất công về mặt chính sách. Theo tôi phải quản lý như taxi. Thế nên như thế thì nó sẽ tránh bất cập và bảo đảm rằng cái bất công, bức xúc sẽ bớt đi dần. Đại diện Vinasun cho rằng hoạt động của Uber và Grab vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ thuế. Số xe của Vinasun chỉ bằng 1/6 của Grab, nhưng thuế lại đóng góp gấp 130 lần. Hãng taxi Vinasun cho rằng trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã không thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng về thí điểm loại hình xe hợp đồng điện tử như Uber và Grab. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải lại không nghĩ như vậy. Uber và Grab người ta chỉ là những đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm. Chứ bản thân Uber và Grab, người ta không đem xe của Uber Grab sang Việt Nam. Người ta cũng không có cái lái xe của Việt Nam. Quan điểm khác nhau giữa Bộ Giao thông Vận tải và taxi truyền thống khiến mâu thuẫn giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Các chuyên gia cho rằng Grab và Uber mang đến một số lợi ích cho người tiêu dùng, tuy nhiên phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Trong quan hệ này, Bộ Giao thông Vận tải phải đứng ra để cầm trịch và tạo sân chơi bình đẳng. Tôi cho rằng là nên tạm dừng. Lý do là số lượng nó đã phát triển quá nhiều, nó có vỡ cái kế hoạch quy định về taxi trước đây. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại để đảm bảo nó không ách tắc giao thông trên thành phố. Đề án thí điểm GrabCar của hãng Grab được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, xếp hoạt động này là loại hình xe hợp đồng. Chính điều này, theo lãnh đạo Vinasun, đã tạo một lối mở cho các ô tô tham gia thí điểm ồ ạt gia nhập thị trường vận tải taxi mà không cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh của vận tải taxi. Kết quả là trong một thời gian ngắn, số lượng ô tô cá nhân tăng chóng mặt, phủ kín đường, nhiều hơn số lượng taxi chính thống trước nay vẫn bị giới hạn theo quy hoạch. Là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay. Thế nhưng điều này lại như quả bom nổ chậm, tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm.
Tại Florida, vốn được mệnh danh là tiểu bang của ánh nắng mặt trời, đã có tuyết rơi sau gần 30 năm. Nguyên nhân do đâu? Thưa quý vị, chiều nay Liên Bộ Công Thương Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kỳ 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó thì giá xăng RON 95, E5 RON 92 được giữ nguyên. Trong khi đó thì giá dầu diesel 0,05 tăng 360 đồng một lít lên mức 15.529 đồng một lít. Giá dầu hỏa tăng 495 đồng một lít lên mức là 14.112 đồng một lít. Mặt hàng dầu ma rút tăng 235 đồng một lít lên mức 12.617 đồng một lít. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, số người bị thương trong vụ nổ hiện tại là 9 người, tăng 1 người, chưa kể trường hợp anh Lê Ngọc Hà, sinh năm 1975, bị thương trong lúc quét dọn mảnh đạn vào chiều qua. Người bị thương mới được chính quyền địa phương cập nhật là bà Nghiêm Thị Hằng, 49 tuổi. Bà Hằng bị đạn văng vào đầu trong lúc đi tập thể dục vào sáng ngày 3 tháng 1. Hiện bà Hằng đang được theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tính đến sáng nay, thì chính quyền địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 229 Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200 kg đầu đạn. Hiện tại, thì việc tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và vật liệu nổ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Cơ quan chức năng cũng tập trung tuyên truyền để người dân không được tự ý thu lượm các đầu đạn nhằm đảm bảo an toàn. Tính đến nay, thì cơ quan chức năng đã thống kê được 70 gia đình bị thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh, thế nhưng người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và không biết bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Trường mầm non Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị hư hỏng nặng. Hơn 200 em học sinh phải nghỉ học, chờ trường sửa chữa. Trong lúc nghỉ học, những xe chở đạn như thế này là trò chơi mới của các em. Nguy hiểm, đang dỗ ở nhà mà thấy công đông ấy, xe cẩu ấy là ra chạy ra. Có nhiều bạn bằng tuổi như em mà nhiều khi đi xem người ta thu gom đạn không? Có. Thế có thấy nguy hiểm không mà vẫn đi xem? Có. Còn đối với người lớn thì họ không biết phải lấy đâu ra tiền để sửa chữa lại căn nhà đổ nát. Thế cái dưới nhà này thì coi như là hoàn toàn hư hỏng hết, không ở được nữa. Từ hôm qua giờ cô không ăn được cơm, hoảng loạn quá, đau đầu mà tối hôm qua tôi ngủ là tôi cứ khành giường là tôi sợ hãi, tôi đọc khóc đấy, hại quá. Mình chứng kiến thế này là mình hại quá. Riêng thiệt hại về cái vụ nổ ngày hôm qua thì riêng gia đình tôi ước lượng hết khoảng độ từ 5 đến 60 triệu. Riêng tiền ngoái hôm nay tôi mua chưa kể công là hết 20 triệu rồi. Tính đến nay, cơ quan chức năng thống kê được 70 ngôi nhà bị thiệt hại. Và con số vẫn còn tăng. Kinh doanh tái chế phế liệu là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay. Thế nhưng như quả bom nổ chậm và tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng đang tồn tại hàng chục cơ sở như thế này. Bình ga cũ, bình oxy hay các loại đồ điện cũ là những vật liệu có thể dễ dàng thấy được tại các cơ sở thu mua phế liệu như thế này. Làm nghề thu mua sắt vụn đã được hơn 20 năm. Cơ sở này nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc trên đường Nguyễn Xiển. Tất cả các thứ mà người ta thải phế thải ra là mình mua. Trừ trường hợp những cái gì người ta không tái chế được thì mình cũng không mua. Cái mình tích trữ ở đây khoảng bao nhiêu lâu? Cũng khoảng độ cũng có thể 3-4 ngày hoặc là một tuần chẳng hạn. Cứ đủ chuyến của người ta là người ta mua. Dọc tuyến phố Nguyễn Xiển có thể dễ dàng bắt gặp những cơ sở kinh doanh phế liệu như thế này. Hầu hết các cơ sở đều có diện tích nhỏ nhưng lượng hàng hóa nhiều, chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Chủ các cơ sở khẳng định không biết hoặc không quan tâm tới mức độ nguy hiểm từ những phế liệu này. Những cái đồ điện thì ví dụ như là dây điện là một bạn thì hỏng ấy, đắt thì mở mua thì mình mua thôi, mình mua. Thì còn những cái đồ điện thì chả có gì còn là đồ điện cả. Còn đây thì nhà có hai ông bà già ấy, hai ông bà già luôn thì mình làm cái gì mình làm được thì nhẹ nhàng, ví dụ là cái non bia hay là đi nhựa đi trước, còn cái mà cắt xén bằng ấy thì không làm được thì ông ấy già. Phải biết thì mới làm chứ chị, người ta không biết thì người ta mới làm như thế chứ. Chị nhìn xem bao nhiêu bãi Đồng Nai bao nhiêu như thế mà giả sử một hai vụ nổ chứ làm gì có nhiều đâu, đúng không? Cứ phải nhà nào cũng được. Cái đấy thì nói chung là cũng
mình quen rồi thì mình cũng sợ, bởi vì những cái đồ mà ví dụ như là bom mìn rồi lựu đạn là mình biết hết rồi. Những cái đấy mình mua lâu ngày là mình có kinh nghiệm rồi ấy. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội, chủ các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội phần lớn là người dân ngoại tỉnh. Vì cuộc sống mưu sinh, họ bỏ qua các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ không phải là vật liệu nổ như bom, đạn, thế rồi các cái vũ khí khác, mà ngay cả những cái việc mà cắt, chế tác các cái bình kín không thông hơi hoặc là các thùng phi chứa xăng dầu chẳng hạn cũng sẽ gây nổ. Đấy là ở trong các khu dân cư sẽ tồn tại cái việc đấy. Đã từng có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, bắt nguồn từ những cơ sở kinh doanh phế liệu. Thế nhưng cho tới nay, hàng loạt các cơ sở vẫn mọc lên tự phát và ngang nhiên tồn tại ngay giữa các khu dân cư đông đúc. Và nó được ví như quả bom nổ chậm giữa lòng thủ đô. Trong mùa đông xuân, thời tiết lạnh ẩm thì việc buôn bán, vận chuyển gia cầm gia tăng, tập trung đông người ở các lễ hội nên các bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhanh. Cần ra soát toàn bộ những điểm có thể tạo nên ổ dịch và từ đó tăng cường các giải pháp để đề phòng nguy cơ này là nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân tổ chức sáng nay ngày 4 tháng 1. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị chức năng, kết quả đáng ghi nhận trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua là không ghi nhận dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi tại Việt Nam, dù trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Rút kinh nghiệm về dịch sốt xuất huyết bùng phát vào mùa hè, đặc biệt với Hà Nội, việc phòng chống cần được triển khai ngay từ đầu năm. Một khó khăn là tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt 95% quy mô xã phường, nên giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng được đề ra, đồng thời tăng cường giám sát phát hiện sớm ổ dịch tại cộng đồng và xử lý kịp thời. Về điều trị thì đề ra kế hoạch, phân tuyến sẵn sàng ứng phó và hạn chế lây nhiễm, đặc biệt là cần cách ly kịp thời, nhất là với dịch sởi. Trong các giải pháp, quan trọng nhất vẫn là truyền thông phổ cập dịch bệnh cúm gia cầm, lây sang người, dịch bệnh mùa đông xuân, kịp thời cập nhật tin dịch bệnh và phòng chống kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích đảm bảo 100% trẻ em được tiêm đầy đủ vaccine, tạo sự miễn dịch trong cộng đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bắt buộc phải tiêm đủ 10 loại vaccine phòng ngừa bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ghi nhận tại Hà Nội. Trạm y tế phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ đã được chuyển từ 2 lần một tháng sang 1 tuần một lần. Và khi biết tin bắt đầu từ năm 2018, tất cả trẻ dưới 5 tuổi buộc phải tiêm đủ 10 loại vaccine phòng bệnh, hầu hết các bà mẹ đều tỏ ra đồng tình. Em thì em cũng hoàn toàn ủng hộ cái việc tiêm chủng cho các cháu vì nó cũng là một trong những cái phòng bệnh rất là tốt cho trẻ. Nếu như mà 100% các trẻ đều được tiêm thì nó cũng sẽ giảm cái nguy cơ lây lan bệnh cho những trẻ khác, cho cộng đồng. Tiêm vaccine rất là tốt cho các bé. Thì thứ nhất là phòng được các bệnh, cái thứ hai là cũng có đủ kháng thể để cho các bé phát triển. Do thế là nếu mà không được tiêm đầy đủ các vaccine ấy, thì mình nghĩ rằng là đó là một điều thiệt thòi cho các bé. Theo đó, 10 loại vaccine được Bộ Y tế bắt buộc trẻ dưới 5 tuổi phải tiêm chủng để phòng 10 bệnh lây nhiễm là viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do vi khuẩn HIP, sởi, viêm màng não Nhật Bản, rubella. Đây là những loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm miễn phí cho trẻ. Cũng theo Bộ Y tế, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước hiện đạt hơn 95%, nhưng với khoảng gần 5% trẻ không được tiêm và con số này sẽ tích lũy hàng năm, thì nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà bài học nhãn tiền là dịch sởi năm 2014 ở Hà Nội. Hà Nội thì luôn đạt từ 95 đến 97, thậm chí là 98, 99%. Tuy nhiên là cái số mà chưa được tiêm là nó khoảng từ 3 đến 5%. Thì với Hà Nội với một năm là khoảng 150.000 trẻ, thì 3% đến 5% nó là cỡ khoảng 5 đến 6.000 trẻ. Mà những số trẻ này mà không được tiêm là có nguy cơ bị mắc bệnh và có thể gây ra những cái vụ dịch tàn phát và tích lũy lại thì có thể bùng phát thành dịch, mà điển hình là năm 2014 dịch sởi đã bùng phát ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Như vậy là cái việc mà tăng tỷ lệ tiêm chủng là để bảo vệ cho các cá nhân của các trẻ không bị mắc bệnh và giảm nguy cơ tử vong, đồng thời là bảo vệ cho cộng đồng để chúng ta không có dịch bệnh xảy ra. Liên quan đến chế tài xử phạt đối với các trường hợp
không cho trẻ đi tiêm vaccine. Đại diện ngành y tế cho biết việc tiêm chủng cho trẻ chủ yếu là tuyên truyền vận động ý thức của các bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, tại một số nước đã có những chế tài như khi trẻ đi học phải có chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ. Tiêm chủng mở rộng các cái vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng là bắt buộc cho trẻ em cũng như là cho phụ nữ có thai. Cái việc mà dùng cái chữ bắt buộc ở trong luật cũng chính là thể hiện cái trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành y tế trong cái sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Và cái việc mà các ông bố, bà mẹ đưa con đi tiêm cũng chính là quyền lợi cũng như là trách nhiệm, mặc dù luật không có cái chế tài bắt buộc nào. Và cái sự không có chế tài bắt buộc đó cũng là thể hiện cái tính nhân văn của luật. Và nhân cái dịp này thì tôi cũng đề nghị tất cả các ông bố, bà mẹ hãy đưa con em của mình đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho con em của mình, nhưng cũng chính là để bảo vệ sức khỏe cho toàn thể cộng đồng. Bên cạnh đó thì để kiểm soát sát sao việc tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi, Bộ Y tế đã triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng qua mạng và triển khai tiêm hàng tuần. Điều này sẽ khắc phục được những trường hợp trẻ bỏ tiêm, không tiêm đủ mũi. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một cuộc khẩu chiến nữa về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vừa nổ ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận về nút hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên trên Twitter. Người đứng đầu Nhà Trắng không quên khoe rằng nút hạt nhân của ông to và mạnh hơn. Nhiều nhà phân tích lo ngại bình luận này sẽ châm ngòi cho bùng phát xung đột. Một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát đi thông điệp nhân dịp năm mới 2018, trong đó có đề cập tới nút hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã lên tiếng chế nhạo nhà lãnh đạo Triều Tiên trên Twitter rằng nút hạt nhân của ông còn to và mạnh hơn. Bình luận này lập tức vấp phải sự chỉ trích, cho dù Nhà Trắng sau đó cố gắng bào chữa. Tôi không cho rằng Tổng thống có ý châm chọc để khiến người dân Mỹ phải nhảy dựng lên. Tôi cho rằng điều nguy hiểm là chúng ta phớt lờ những mối đe dọa liên tiếp. Người Mỹ nên quan ngại về tinh thần cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nếu các đời Tổng thống trước đã làm được điều gì đó để giải quyết vấn đề hạt nhân với Triều Tiên, thì bây giờ chúng ta không phải dọn dẹp mớ lộn xộn đó. Tôi cho rằng Tổng thống Mỹ đã hành động vô trách nhiệm khi bình luận bất cứ điều gì về vũ khí hạt nhân trên Twitter. Đây là một tình huống có thể dẫn tới sự bùng nổ. Chúng ta có thể kết thúc xung đột với Triều Tiên. Tôi không nghĩ Tổng thống Trump mắc bẫy nhà lãnh đạo Triều Tiên. Những vấn đề liên quan tới vũ khí hạt nhân nên thảo luận một cách kín tiếng. Các chuyên gia cũng cho rằng thực tế là Triều Tiên có thể làm tổn hại đến các lợi ích của Mỹ bằng việc kích hoạt vũ khí hạt nhân tấn công các đồng minh của Mỹ, điều mà rất nhiều quốc gia quan tâm và lo lắng. Tuy vậy, ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã thể hiện rõ ràng qua thông điệp năm mới. Tôi cho rằng Triều Tiên đang cố gắng chĩa mũi nhọn vào liên minh Mỹ-Hàn. Mục tiêu của ông Kim Jong-un đã rất rõ ràng. Ông ta lợi dụng mong muốn của Tổng thống Hàn Quốc là muốn Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông. Đây là một thách thức cho Tổng thống Moon Jae-in. Rất khó để ông ấy hành động một cách cân bằng để giữ cho mối quan hệ đồng minh êm đẹp, đặc biệt là với Tổng thống Trump và những chính sách tiếp cận khác nhau của ông ấy với Triều Tiên. Chỉ vài giờ sau bình luận của Tổng thống Trump trên Twitter, Bình Nhưỡng đã nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc, vốn đã bị ngắt liên lạc trong một thời gian dài. Một ngày sau, Hàn Quốc cũng đã đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng vào bất cứ lúc nào. Theo chuyên gia phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Mỹ nên hoan nghênh những cuộc đối thoại trên bán đảo Triều Tiên, bởi đây là cách mà họ sẽ biết được ông Kim Jong-un có sẵn sàng hợp tác hay không. Hàng chục ngàn người dân di cư từ châu Phi sinh sống ở Israel đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nước này. Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ chu cấp để họ lên đường đi tìm nơi ở mới, nhưng sẽ bắt giam bất kỳ ai còn ở lại Israel sau tháng 3 năm 2018. Đã có đến 60.000 người dân di cư, chủ yếu từ Eritrea và Sudan đang sinh sống tại Israel. Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã hoàn thành một hệ thống tường chắn vào năm 2013 sát biên giới Ai Cập để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép từ châu Phi. Mục tiêu tiếp theo là trục xuất những người dân nhập cư trái phép đã vượt qua biên giới trước khi hệ thống tường chắn được xây dựng. Hiện tại, xấp xỉ 20.000 người đã bị trục xuất, dự kiến sang năm con số này sẽ là 4.000 người. Theo như kế hoạch của chính quyền Israel, những người dân di cư châu Phi sẽ được trả $3.500 cùng với một vé máy bay miễn phí trở về quốc gia của mình hoặc đến một trong hai nước thứ ba là Rwanda và Uganda. Tuy vậy, nhiều người cho biết
họ không hề có ý định chấp thuận dự luật này. Tôi thà ở trong tù còn hơn đến Rwanda, vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình tại đó. Chính quyền cũng không hề cung cấp thông tin về chuyến đi này. Tôi nghe nói nhiều người dân đã bị tịch thu giấy tờ và không có ai thật sự ở lại Rwanda cả. Quyết định này cũng đã nhận phải nhiều chỉ trích vì việc trục xuất những người dân nhập cư đến Rwanda không phù hợp với một quốc gia dân chủ đã ký hiệp định tị nạn của Liên Hợp Quốc. Ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội nước này đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện thực chiến tại các địa điểm chiến lược, cũng như nâng cao khả năng giành chiến thắng trong kỷ nguyên mới. Phát biểu trước hơn 7.000 sĩ quan binh sĩ cùng hơn 300 khí tài quân sự tại Bộ Chỉ huy Chiến lược, khu trung tâm ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình yêu cầu các quân nhân chớ sợ khó khăn hay cái chết khi thực hiện mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, các chỉ huy quân đội cần nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đổi mới lý luận và phương thức huấn luyện, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong những cuộc chiến tranh. Sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2 trong Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan gồm 7 thành viên chịu trách nhiệm lãnh đạo và giám sát các lực lượng vũ trang nước này. Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort đã đâm đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ và công tố viên phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 với cáo buộc vượt quá quyền hạn. Trong đơn kiện đề ngày 3 tháng 1, ông Paul Manafort cáo buộc Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ này Rod Rosenstein đã trao quyền hạn quá mức cho công tố viên Mueller trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Manafort cũng chỉ trích công tố viên Mueller đã không tập trung vào các nghi vấn về can thiệp bầu cử, mà đi sâu vào mối liên hệ công việc giữa ông và cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, vốn đã chấm dứt vào năm 2014. Ông Manafort nhấn mạnh, mối quan hệ với cựu lãnh đạo Ukraine không có liên hệ gì với cuộc bầu cử năm 2016 hay với Tổng thống Trump. Ông Paul Manafort đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2016. Ngày hôm qua, thì đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Cuba. Đây được cho là một cam kết của khối nhằm thúc đẩy quan hệ với Cuba trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có xu hướng đảo ngược tiến trình cải thiện quan hệ với Cuba. Phát biểu trong ngày đầu tiên tới thăm Cuba, bà Federica Mogherini khẳng định Liên minh châu Âu EU đang muốn thúc đẩy mối quan hệ với Cuba một cách tham vọng và nhanh chóng. Có những người đang cố gắng cô lập Cuba, những người dân châu lại muốn thắt chặt mối quan hệ với Cuba hơn bao giờ hết. Người dân Cuba sẽ không bị cô lập. Nhiều người đóng cánh cửa với Cuba, trong khi đó châu Âu muốn xây dựng các cây cầu và mở cửa hợp tác đối thoại với Cuba. Chuyến thăm Cuba của đại diện cấp cao EU diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những thay đổi trong chính sách về Cuba so với Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Theo đó, chính quyền Washington cấm các công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với công ty tổ chức của Cuba có liên quan tới quân đội. Tuy nhiên, từ phía EU, bà Federica Mogherini lại khẳng định lập trường đối ngược với Mỹ. Bất kể những thay đổi trong chính sách của Washington, thông điệp tôi đưa ra ở đây là tình bạn và mối quan hệ giữa EU và Cuba luôn tồn tại, ổn định và đáng tin cậy. Không chỉ vậy, chúng ta đang lần đầu tiên tham gia vào một khuôn khổ pháp lý cho phép mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Mặc dù thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị EU-Cuba đang chờ đợi sự phê chuẩn cuối cùng của tất cả các nước thành viên EU, nhưng việc bình thường hóa quan hệ với Cuba đã đưa EU trở thành một trong những đối tác thương mại chính của quốc gia này. EU hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba, cũng như đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của đảo quốc vùng Caribe. Thưa quý vị, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul ngày hôm nay đã tiếp tục cáo buộc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với tội danh nhận hối lộ. Các chứng cứ cho thấy bà Park đã nhận hàng tỷ won từ cơ quan tình báo quốc gia NIS trong thời gian tại nhiệm. Theo lời khai của ba cựu giám đốc NIS, thì bà Park đã nhận tổng cộng là 200 triệu won mỗi tháng từ cơ quan này và tổng số tiền bà nhận được trong vòng 16 tháng từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 9 năm 2016 đã lên tới 3,6 tỷ won, tương đương hơn 3,4 triệu đô la Mỹ. Các công tố viên đang tiến hành điều tra văn phòng của ông Lee Jae-man, cựu thư ký cấp cao của Tổng thống, phụ trách các vấn đề chung trong thời gian bà Park tại vị vì cho rằng số tiền đang được cất giấu bí mật tại đó. Bà Park bị phế truất vào ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thời tiết tại Mỹ đang có những diễn biến bất thường. Cơn bão mùa đông đổ bộ vào nước Mỹ đã khiến các bang miền Bắc chìm trong giá rét, băng giá, tuyết rơi phủ trắng trong nhiều ngày.
Không chỉ vậy thì cơn bão mùa đông cũng đã gây hỗn loạn tại nhiều bang phía Nam quốc gia này. Nổi bật nhất trong số đó chính là tại Florida, vốn được mệnh danh là tiểu bang của ánh nắng mặt trời, đã có tuyết rơi sau gần 30 năm. Lần đầu tiên trong vòng gần 30 năm qua, người dân ở khu vực phía Bắc tiểu bang Florida, Mỹ lại chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi do ảnh hưởng của đợt thời tiết lạnh sâu đang tác động tới toàn bộ khu vực bờ đông của quốc gia này. Cái lạnh bất thường đã khiến các trường tại Florida phải đóng cửa. Không chỉ tại Florida, tại Nam Carolina, chính quyền cảnh báo cái lạnh khủng khiếp sẽ bao trùm toàn bang đến hết tuần. Thành phố Charleston hôm qua chìm trong lớp tuyết dày chưa từng thấy kể từ năm 1989, buộc chính quyền ra khuyến cáo người dân không nên ra đường. Cơn bão dự kiến tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, chạm đến New England ngày 4 tháng 1 giờ địa phương. Nhiệt độ nhiều nơi tại Đông Bắc Mỹ như Boston, New York, Philadelphia sẽ bị đẩy xuống mức âm khi gió mạnh cộng với tuyết rơi dày đặc sẽ phủ trắng nhiều khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.